2019 đã có một chuyến trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, số 11 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Người Mẫu Nhí Việt Nam, Model Kid Việt Nam 2019, một chương trình truyền hình thực tế do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam và Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi Sao tổ chức, đơn vị bảo trợ truyền thông Ngôi Sao Việt Nam, tạp chí Ngôi Sao Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí khác. Bản quyền cuộc thi thuộc về hãng phim Hoàng Thảo. Có mặt tại nhà hát từ 8 giờ sáng, các phụ huynh cùng các tài năng nhí đã tham gia vào các hoạt động rất vui vẻ, lý thú tại nhà hát. Các bé được tham gia chụp ảnh, ghi hình, gặp gỡ các diễn viên, nghệ sĩ của nhà hát. Có đẹp không? Con lời con có thể giới thiệu cho cô biết tên của con được không? Con đến để xem chương trình đúng không? Thế còn là bạn bên cạnh của con? À, con học ở nhà lớp 8, năm nay con 8 tuổi, học lớp 3 trường Tiểu Học Lê Đông. Thế thì hôm nay cô rất là vinh dự vì được chào đón hai bạn nhỏ rất là đáng yêu và rất là xinh đẹp có mặt tại sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô nhìn các con trông như là hai người mẫu ấy. Có phải các con hay biểu diễn thời trang không? Thế bây giờ các con có thể biểu diễn một màn thời trang cho tất cả các quý vị ở dưới đây được xem không? Các con có sẵn sàng không? Các bạn ở dưới có muốn xem không? Vậy chúng mình hãy dành một tràng vỗ tay để xem màn biểu diễn đặc biệt của hai bạn nhỏ này nhá. Nào, xin mời các bạn. Và đặc biệt, trong buổi đó, các bạn nhỏ còn được trực tiếp thưởng thức vở kịch do nhà hát dàn dựng, sản xuất mang tên Sơn Tinh Thủy Tinh Đại Chiến. Tác giả Hoàng Thảo, trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ rằng lý do anh lựa chọn Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam là địa điểm cho các bé tham quan, trải nghiệm thực tế là bởi vì nơi đây là một trong những nhà hát dành cho thanh thiếu nhi chuyên nghiệp và uy tín nhất tại Việt Nam, rất phù hợp để các bạn nhỏ đến tham quan, vui chơi và học hỏi. Rõ chưa? Các người đã rõ chưa? Hùng Vương, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế. Sẽ tìm cho công chúa một trang phò mã
có khả năng làm toán cực kỳ giỏi. Ví dụ như 1 apple cộng 1 apple bằng 2 apple. Thì cô có thấy chưa không ạ? Không được đâu, tăng 1 apple ăn apple đâu. Thế thì 1 banana, 1 banana bằng 2 banana. Sao nhà ngươi cứ táo và chuối hoài vậy? Trong buổi tham quan thực tế, Ban tổ chức Người Mẫu Nhí Việt Nam Model Kit Việt Nam 2019 đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ ưu tú Cao Nguyệt Ánh, nhà sản xuất các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam để lắng nghe những chia sẻ từ chính những người đứng sau mỗi vở kịch làm nên sự thành công cho mỗi chương trình nghệ thuật tại nhà hát. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Cao Ngọc Ánh, nghệ sĩ ưu tú trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ. Xin hân hoan chào đón các thí sinh Người Mẫu Nhí Việt Nam Model Kit năm 2019. Hôm nay các bạn đã có một cái buổi đến xem vở Sơn Tinh Thủy Tinh tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Chúng tôi hy vọng rằng là qua vở diễn thì đã mang đến cho các bạn một cái thông điệp về sự đoàn kết, về sự gắn bó con người với con người, và xin chúc các bạn sẽ có những thành công trong cái mùa thi năm nay cùng với cả hãng phim Hoàng Thảo. Chúng ta sẽ có được những thành công trong cái mùa 2 này. Xin chào chị, tôi là Hoàng Thảo và ngày hôm nay đến đây trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ. Và trong cái vở mà hôm nay các bạn xem thì tôi đảm nhận cái vai trò là người phụ trách sản xuất chương trình. Phần việc của chúng ta hôm nay ở trên gọi là Sơn Tinh Đại Chiến, chỉ có thể cho biết lý do là tại sao giữa rất nhiều những sự kiện, rất nhiều những sự tích lịch sử của Việt Nam thì chị lại lựa chọn Sơn Tinh Thủy Tinh là cốt truyện cho một cái ngày này? Đây là trong cả một cái lộ trình của chúng tôi trong rất là nhiều năm. Chúng tôi cái chức năng nhiệm vụ của Nhà hát Tuổi Trẻ là phục vụ thanh thiếu nhi, và mỗi một năm thì chúng tôi lại sản xuất những cái chương trình mang những cái thông điệp về tình đoàn kết, về những cái điều tốt đẹp, hướng các con tới những cái chân thiện mỹ, hướng các con tới những cái điều tốt đẹp của xã hội. Vì vậy chúng tôi luôn lựa chọn các cái tác phẩm mang tính nhân văn cao để đưa vào chương trình. Thế thì chương trình cái cốt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh nó chỉ là một trong những cái cốt truyện mà chúng tôi sẽ còn tiếp tục dàn dựng tại sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. Qua cái quan sát cái sân khấu thì gặp đây là một cái rất là và hoành tráng. Vậy thì nhà hát mình như là chị và cả ekip khán giả chị đã phải mất thời gian bao lâu để chuẩn bị? Mỗi một cái vở kịch của chúng tôi thường phải chuẩn bị trong vòng gần một năm, tức là từ cái khâu khi đưa ra ý tưởng, sau đó thì cùng một cái ekip sáng tạo là chúng tôi viết kịch bản, và nó có rất là nhiều khâu nó đi theo. Sau khi đã chốt được kịch bản rồi thì đến các cái khâu tiếp theo như sản xuất âm nhạc, rồi là các cái phần biên đạo múa, cảnh trí, rồi là hình ảnh, và tất cả những cái công việc này nó phải được chuẩn bị rất là quy củ. Sau đó thì bắt đầu chúng tôi mới vào đến các cái vấn đề diễn viên, tức là khi đưa lên sân khấu dàn dựng với diễn viên, và để khi mà thực sự để ra được một chương trình từ lúc ấp ủ cho đến khi lên được sân khấu thì nó cũng phải vào khoảng 1 năm rồi. Đó là một thời gian lao động rất là mệt mỏi. Ví dụ như khi mà Sơn Tinh Thủy Tinh đang bắt đầu biểu diễn như thế này thì chúng tôi lại đang bắt đầu triển khai cho cái chương trình của năm 2020. Tôi bây giờ lại bắt đầu là ý tưởng rồi bắt đầu lại viết kịch bản cho năm sau. Vậy thì chúng ta
nói thêm nhiều sâu sắc hơn như thế nào không ạ? À, tôi muốn những cái học viên này thì chị có suy nghĩ hay là có đánh giá như nào về vai trò của lịch sử đối với nhận thức hay là vai trò kiến thức của giới trẻ đối với lịch sử đất nước không ạ? Chúng ta thì cái điều này tôi nghĩ là không phải bàn cãi, tất cả đều phải có quá khứ, hiện tại của chúng ta được xây bằng quá khứ. Vậy thì chúng ta cũng phải nhắc nhở các con là luôn phải nhớ đến quá khứ của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình và của cả một dân tộc. Thế thì đây là cái việc nhắc nhớ đến lịch sử. Và các bạn thấy rằng là bây giờ với tất cả những cái giải trí hiện nay chúng ta đang có, ví dụ như các con đến rạp xem phim rất là nhiều, và các con có rất là, kể cả là một cái sân chơi của các bạn đây cũng rất là hấp dẫn đối với các con, thì chúng tôi cũng phải là tư duy sáng tạo để làm sao mà cái thưởng của chúng tôi nó có cái sự sáng tạo và hấp dẫn lôi cuốn được các con. Thế thì chúng ta mang lịch sử đến các con, đó là việc lịch sử, nhưng cái hình thức để làm sao hấp dẫn để truyền đạt những cái điều những cái lịch sử cho các con luôn ghi nhớ trong quá khứ. Câu chia sẻ cuối cùng thôi, đó là ngày hôm nay thì rất là may mắn cho các bé của cuộc thi người mẫu nữ Việt Nam hoa được năm 2019 của hãng phim Hoàng Thảo thực hiện đã được có điều kiện để đến đây thưởng thức buổi diễn này. Thì chị có thể có một lời chúc nào đó nhắn gửi đến các bé được không ạ? Tôi xin chúc các bé là có được cái sự tự tin và cái sự tự quan trọng nhất là tôi muốn là các con luôn luôn giữ trong sáng trong tâm hồn như chương trình của con cuộc thi này. Tôi muốn là khi các con xuất hiện trên sân khấu thì nó vẫn có những cái sự đấy, tức là những cái sự hồn nhiên trong sáng của các con, thì các con đừng có quá bắt chước để trở thành những cái người mẫu lớn, thì cái điều đấy thì tự nhiên nó cũng lại mất đi cái tuổi thơ của các con. Hãy để cho các con trở thành những người mẫu nhí đấy, và cái tâm hồn trong sáng ngây thơ của con được thể hiện ra ngoài cái biểu diễn của các con. Sẽ còn rất nhiều những hoạt động thú vị, ý nghĩa khác đang chờ đón các tài năng nhí khám phá, trải nghiệm. Và đặc biệt là các vòng thi với rất nhiều điều hấp dẫn cùng những thách thức sẽ diễn ra trên sân khấu hãng phim Hoàng Thảo, Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi Sao. Cuộc thi vẫn đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các bạn nhỏ trên toàn quốc. Vòng sơ tuyển người mẫu nhí Việt Nam, Model Kids Việt Nam 2019 sẽ diễn ra trên toàn quốc. Các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi là công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài, không phân biệt giới tính, vùng miền. Hãy đến trực tiếp trường quay hãng phim Hoàng Thảo, Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi Sao tại tầng 2, chợ Nghĩa Đô, ngõ 89 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội để đăng ký dự thi. Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại nơi đăng ký dự thi. Đối với những thí sinh không có điều kiện đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm, xin vui lòng gửi thông tin cá nhân kèm hình ảnh, clip thể hiện năng khiếu cá nhân về cho ban tổ chức chương trình qua địa chỉ Facebook hãng phim Hoàng Thảo hoặc qua email hangphimvietnam@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ họ tên thí sinh, đăng ký dự thi Model Kit Việt Nam 2019. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua địa chỉ Facebook hãng phim Hoàng Thảo hoặc qua số điện thoại 024-6680-6651, 024-6680-6652. Đăng ký casting vòng loại tại trường quay hãng phim Hoàng Thảo, Học viện Ngôi Sao, tầng 2, chợ Nghĩa Đô, ngõ 89, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội. Tóc VIP, tôn vinh vẻ đẹp của bạn, hân hạnh là nhãn hàng đồng hành cùng chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam, Model Kit Việt Nam 2019. Hãy để Người Mẫu Nhí Việt Nam, Model Kit Việt Nam 2019 biến ước mơ của các bé thành hiện thực. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Cao Nguyệt Ánh và các bạn khán giả, các phụ huynh cũng như các bạn nhỏ, thí sinh của Người Mẫu Nhí Việt Nam, Model Kids Việt Nam 2019 có mặt tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam hôm nay là các thí sinh của cuộc thi Người Mẫu Nhí Việt Nam, Model Kids Việt Nam 2019, một chương trình truyền hình thực tế do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với Hãng phim Việt Nam và Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi Sao tổ chức. Trong cái đợt thứ hai này, các con sẽ có được những thành